Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, ngày mùng 5, ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất 2018. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn có buổi tối đầm ấm bên gia đình và người thân để ngày mai có nhiều niềm vui bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới hiệu quả. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên với những nội dung chính sau. Số vụ việc mất an ninh trật tự và tai nạn giao thông dịp Tết Mậu Tuất 2018 giảm so với Tết Đinh Dậu 2017. 192 ca nhập viện đa khoa Hưng Yên, đa khoa Phú Đối và đa khoa Hưng Hà do tai nạn giao thông. Nông dân các huyện Tiên Lữ, Phù Cử, Ân Thi, Kim Động xuống đồng gieo cấy lúa xuân, phấn đấu hoàn thành trong khung thời vụ tốt nhất. Các nhà vườn ở huyện Văn Giang triển khai trồng cam, quất, bưởi cảnh vụ mới. Văn Lâm nỗ lực phấn đấu để sớm trở thành huyện nông thôn mới. Các địa phương nô nước hoạt động vui Tết đón xuân, mừng thọ người cao tuổi. Thưa quý vị và các bạn, theo tổng hợp của Công an tỉnh, từ ngày 28 Tết đến 15 giờ ngày mùng 5 Tết Mậu Tuất 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ việc làm 1 người chết, 4 người bị thương. Số vụ việc giảm nhiều so với dịp Tết Đinh Dậu năm 2017. Về trật tự an toàn xã hội, xảy ra 3 vụ làm 4 người bị thương, giảm 9 vụ so với năm ngoái. Trong đó, 2 vụ đánh nhau gây thương tích xảy ra ở huyện Ân Thi và huyện Văn Giang. Đã làm rõ 1 vụ, 1 đối tượng tại huyện Ân Thi. 1 vụ hủy hoại tài sản xảy ra tại huyện Văn Lâm gây thiệt hại 25 triệu đồng. 1 vụ đánh bạc với 4 đối tượng dưới hình thức đánh liêng thu trên 4 triệu đồng tại huyện Văn Giang, giảm 3 vụ so với năm ngoái. Về tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo, không có tình trạng tổ chức đua xe trái phép và không xảy ra ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Công an tỉnh, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 1 người, bị thương 1 người, so với năm ngoái giảm 1 vụ, 2 người chết, 1 người bị thương. Tình trạng sử dụng pháo nổ trước, trong và sau ngày Tết đã giảm hẳn. Mặc dù cơ quan chức năng và các phương tiện thông tin đại chúng liên tục cảnh báo về tác hại của việc lạm dụng rượu bia, nhưng trong 6 ngày nghỉ Tết vừa qua, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia vẫn ở mức cao, đặc biệt là ngày mùng 3 và mùng 4 Tết. Theo ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối và Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, tính từ ngày 29 đến 7 giờ ngày mùng 5 Tết Mậu Tuất, 3 bệnh viện này đã tiếp nhận 192 trường hợp đến khám và cấp cứu do tai nạn giao thông. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên 54 trường hợp, Bệnh viện Hưng Hà 50 trường hợp và Bệnh viện Đa khoa Phố Nối 88 trường hợp đã có 1 trường hợp tử vong. Điều đáng nói là trong 2 ngày, mùng 3 và 4 Tết, số ca nhập viện do tai nạn giao thông tăng đột biến từ 2 đến 3 lần so với ngày thường. Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, ngày mùng 3 Tết có tới 26 trường hợp, Hưng Hà có 25 trường hợp. Ngày mùng 4 Tết tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối cũng có 18 trường hợp. Trong đó, có rất nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến uống rượu bia và không đội mũ bảo hiểm. Ngoài ra, các bệnh viện còn tiếp nhận tới 40 trường hợp nhập viện do mâu thuẫn đánh nhau. Riêng Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên tiếp nhận 2 ca ngộ độc do uống rượu, 9 trường hợp bị các tai nạn khác và 1 trường hợp bệnh nhân dưới 2 tuổi ở xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ bị bỏng nặng ở mặt, tay và chân do sơ sẩy của người lớn khiến trẻ bị ngã vào chậu hóa tiền vàng. Sau kỳ nghỉ Tết, lượng người tham gia giao thông sẽ tăng cao, do đó tình hình về tai nạn giao thông sẽ còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, bên cạnh việc đảm bảo an toàn giao thông của các ngành chức năng, thì người tham gia giao thông cũng cần nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông, đặc biệt không điều khiển phương tiện khi đã dùng rượu bia để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Hiện các chợ và nhiều cửa hàng, siêu thị trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã sớm họp trở lại. Sau Tết Nguyên đán, giá cả thị trường gần như không tăng, đặc biệt giá rau xanh giảm nhiều so với trong Tết, hàng hóa dồi dào phong phú và không xảy ra tình trạng khan hiếm. Mặc dù vẫn còn đang trong kỳ nghỉ Tết, nhưng giá các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là nhóm hàng thực phẩm nhìn chung vẫn giữ mức ổn định. Riêng một số loại rau xanh, giá đã giảm mạnh từ 30 đến 50% so với trước Tết. Hiện su hào chỉ còn ở mức từ 2 đến 3.000 đồng một củ, bắp cải súp lơ từ 7 đến 8.000 đồng một cái, cà chua sau cần có giá từ 8 đến 10.000 đồng một kg.
Mặc dù giá giảm, nhưng sức mua hàng thực phẩm tại các chợ và các cửa hàng hiện rất chậm. Nguyên nhân là do lượng thực phẩm dự trữ trước Tết của người dân vẫn còn nhiều, nguồn cung lại dồi dào, nhiều người vẫn đang du xuân nên nhu cầu mua hàng chưa tăng. Mùng 5 Tết, thời tiết ấm áp, trên nhiều cánh đồng bà con nông dân đang khẩn trương gieo cấy lúa xuân cho kịp khung thời vụ. Trên những cánh đồng ở huyện Kim Động và Ân Thi, sau những ngày Tết bận rộn, người nông dân lại quay trở về với nghề truyền thống là trồng lúa. Không khí hối hả mang theo bao hy vọng của một vụ mùa thuận buồm xuôi gió hiện rõ trên những khuôn mặt nụ cười của người dân nơi đây. Nhờ sự chuẩn bị đủ về giống, phân bón, độ ải làm đất sớm mà vụ xuân này, nhiều xã như Nhân La, Vũ Xá, Phú Thịnh của huyện Kim Động, xã Hồng Quang, Hồng Vân của huyện Ân Thi đã hoàn thành việc gieo cấy xong trước Tết Nguyên đán. Các giống lúa chủ lực vẫn là Thiên Ưu 8, Nếp Thơm Hương Yên, Bắc Thơm số 7. Hiện các trà lúa đã cấy đang bén rễ hồi xanh. Các hợp tác xã nông nghiệp cũng đang khuyến cáo bà con nông dân gieo cấy xong trước ngày 5 tháng 3 theo khung thời vụ. Tại huyện Phù Cừ, không khí khẩn trương nhưng cũng không thiếu đi những tiếng cười của những người nông dân trong ngày đầu tiên ra đồng. Vụ chiêm xuân năm nay, Phù Cừ gieo cấy 4.600 ha. Trong đó, gieo mạ trên nền đất cứng chiếm đến trên 90%, chỉ có 350 ha người dân ở đây gieo thẳng, với 100% là trà xuân muộn. Hiện toàn huyện đã tiến hành cấy được trên 1.300 ha. Vụ lúa xuân này, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ có kế hoạch gieo cấy hơn 308 ha lúa xuân, gồm có các giống Khang Dân, Thiên Ưu 8, Nếp Thơm Hương Yên. Trong năm, bà con nông dân trong xã đã gieo vãi được 70 ha, gieo thẳng trên 20 ha, chủ yếu là giống lúa Thiên Ưu 8. Ngay từ mùng 3 Tết, nông dân đã ra đồng tập trung gieo cấy, tới nay đã hoàn thành thêm được hơn 100 ha. Nâng tổng diện tích lúa đã gieo cấy của xã đạt trên 60% diện tích. Đối với cánh đồng mẫu 100 ha sản xuất lúa giống ở xã Hưng Đạo cũng đã được làm đất xong để kịp gieo cấy, dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 3 tới. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngay từ những ngày đầu xuân, các nhà vườn ở huyện Văn Giang đã tập trung xuống đồng chuẩn bị cho vụ cây mới. Trên những diện tích cây cảnh đã bán, bà con tập trung dọn dẹp bổ sung đất màu để tăng dinh dưỡng và bù vào phần đất hao hụt khi đánh bổ cây. Một phần diện tích đó được dành trồng ươm cây cảnh mới, còn lại được bà con tranh thủ gieo trồng xen canh một số loại rau màu ngắn ngày, đến khoảng tháng 5 sẽ tiến hành đặt cây cảnh. Với đặc thù hai loại cây cam bưởi chỉ có một đợt hoa nên hiện các nhà vườn đang tiến hành đôn đảo vận chuyển từ vườn ươm phôi ra ruộng trồng và cho cây lên chậu chăm sóc để đón đợt lộc đầu xuân. Năm 2017, huyện Văn Giang có gần 1.000 ha cây cảnh như cam quất bưởi cảnh. Cơ bản các diện tích trên đều đã được bán hết, trung bình cho thu nhập từ 70 đến 80 triệu đồng một sào. Những năm qua, dưới sự nhất trí đồng lòng giữa ý đảng lòng dân, huyện Văn Lâm là một trong những quận cờ đầu được chính phủ tặng cờ thi đua dẫn đầu phong trào xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2018. Mặc dù là huyện công nghiệp, nhưng các xã ở huyện Văn Lâm trong quá trình xây dựng nông thôn mới vẫn giữ gìn và phát huy những nét đẹp truyền thống, cảnh quan vốn có của làng quê. Xã Đại Đồng là một trong những xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Văn Lâm. Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang như được thay da đổi thịt. Thế nhưng, làng nôm, ngôi làng cổ hàng trăm năm tuổi, dường như không thay đổi, vẫn đượm nét hoài cổ. Cổng làng uy nghiêm sừng sững, đình Tam Giang rêu xanh phủ kín, chùa nôm tĩnh mịch, cầu đá chín nhịp vững chãi, in hằn dấu vết thời gian. Tất cả là nhờ chủ trương xây dựng nông thôn mới phải gắn liền với bảo vệ những giá trị văn hóa truyền thống. Cái đường giao thông, cái cửa hai bên làng, rồi thì các cái ngõ xóm thì cũng được đổ bê tông một lớp đáy. Sau đó là trên lớp bê tông thì nhân dân làm cái đường nát gạch vỉa nghiêng để giữ cái nét cổ của cha ông ta để lại ngày xưa, và cũng là tôn tạo cái khu mà các cái ngôi nhà thờ họ, rồi thì cái cụm di tích lịch sử. Không riêng Đại Đồng, nhiều xã của huyện Văn Lâm đang nỗ lực giữ lấy hồn quê giữa lòng nông thôn mới. Tiêu biểu như xã Việt Hưng giữ gìn cổng làng cổ ở thôn Mễ Đậu, những bức tường rào bằng cây ô dô ở xã Tân Quang, những ao hồ xanh sạch ở xã Đình Dù đã góp phần khắc họa bức tranh nông thôn đổi mới nhưng vẫn bình yên, tươi đẹp.
song song với giữ gìn các giá trị văn hóa, huyện Văn Lâm cũng đang đẩy mạnh việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn huyện có 7 trên 10 xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí. Các xã còn lại là Minh Hải, Việt Hưng chỉ đạo cũng đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2018. Xã Việt Hưng tiếp tục là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Thứ hai nữa nghĩa là huy động mọi nguồn lực sẵn có, thế rồi là vận động các doanh nghiệp, thế rồi là nhân dân ủng hộ xã để xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu là trong quý 2 2018 sẽ về đích nhà nông thôn mới. Huyện cũng sẽ tập trung nguồn lực để hỗ trợ thêm cho các xã. Thế và các xã hiện nay thì cũng đang tập trung bằng các nguồn lực, giả dụ như là huy động của các cái nguồn lực của các doanh nghiệp, huy động của các cái đóng góp của người dân. Thế và đang tập trung cao cho cái đấu giá đất để lại lấy nguồn lực để đầu tư. Thế về cấp huyện thì đã hoàn thành 7 trên 9 tiêu chí. Thì còn hai cái tiêu chí, thì một cái tiêu chí cái thứ nhất là về giao thông, thứ hai là về cái tiêu chí về trường học. Với các cái kế hoạch cụ thể thì Văn Lâm sẽ cố gắng là phấn đấu về đích trong năm 2018. Giờ đây Văn Lâm như một bức tranh quê được khoác trên mình một chiếc áo mùa xuân đầy màu sắc, với những công trình nhà máy, xí nghiệp, trường học vươn lên, những ngôi nhà cao tầng còn tươi mới màu sơn. Tin tưởng rằng với tinh thần phát huy nội lực, sự đồng lòng góp sức của các tầng lớp nhân dân, huyện sẽ sớm hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2018. Hoàng Mạnh Khởi, bí thư chi đoàn thôn Dương Hạ, xã Thắng Lợi, là một trong những thanh niên của huyện Văn Giang có thu nhập cao từ nghề trồng quất cảnh. Thế nhưng, ít ai biết rằng, để có được thành công như ngày hôm nay, Khởi đã từng trắng tay vì không nắm rõ kỹ thuật. May mắn được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất chủ phú và có truyền thống làm cây cảnh, ngay từ hồi còn học cấp 3, anh Hoàng Mạnh Khởi đã nhen nhóm ý định khởi nghiệp từ cây quất cảnh trên chính quê hương của mình. Năm 1996, anh mạnh dạn chuyển đổi hơn một mẫu đất kém hiệu quả sang trồng quất. Thế nhưng do chưa có kinh nghiệm, anh Khởi lại cho quất ăn không đúng thời kỳ, khiến 500 gốc quất bị thối rễ. Năm đó, vườn quất của anh gần như mất trắng. Không nản chí, anh đi hỏi những cao niên có kinh nghiệm trong huyện học và đọc thêm qua sách báo. Năm 2010, anh mở rộng và trồng 4.000 gốc cho đến nay, với giá quất từ 400.000 đồng đến gần 5 triệu đồng một cây. Trừ chi phí, mỗi vụ quất của anh cũng cho thu gần 800 triệu đồng, vụ cao nhất thu hơn 1 tỷ đồng. Vì lúc bước đầu bước vào nghề thì nó cũng khó, ai cũng thế thôi, gặp làm cái nghề gì nó cũng có cái trở ngại của nó. Với cả anh em thì cùng làm bên đoàn thì cùng nhau giúp đỡ bảo nhau. Người nào làm đẹp thì bảo những người làm chưa đẹp để cùng nhau phát triển kinh tế, cho làm giàu cho quê hương. Không giống như anh Khởi, anh Nguyễn Văn Thiêm, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, ngay từ đầu lại không lựa chọn lập nghiệp trên quê hương. Năm 2005 đi bộ đội, 2008 xuất ngũ, anh Thiêm làm đủ thứ nghề, từ bán hàng rong trên Hà Nội cho đến buôn bán ở Lạng Sơn, nhưng đều thất bại. Năm 2011, anh trở về quê hương và lựa chọn khởi nghiệp từ cây nghệ. Do diện tích đất ở quê chỉ có khoảng gần 2 mẫu, anh Thiêm đã kết hợp lo khâu đầu ra và trồng thêm nghệ ở ngoại tỉnh như Hà Nội, Bắc Ninh với diện tích hơn 30 hectare. Theo đó, các sản phẩm từ nghệ như tinh bột nghệ, nghệ viên mật ong được anh sản xuất ngay tại ba xưởng ở Khoái Châu. Bên cạnh việc bán nghệ tươi, các sản phẩm từ nghệ của anh, nghệ sấy khô, tinh bột nghệ, nghệ viên mật ong cũng được đặt hàng liên tục với mức giá dao động từ 50-60.000 đồng đến 500.000 đồng 1 kg. Trừ chi phí trung bình mỗi năm, anh Thiêm thu về 2 tỷ đồng. Theo như mình thì nếu là các bạn thanh niên thì cũng muốn khởi nghiệp từ nông thôn thì trước tiên là mình phải xác định rõ được cái mục tiêu là muốn khởi nghiệp thì nó phải bền chắc đi lâu dài, và mình phải yêu nghề làm được, thì muốn làm được thì mình phải tìm hiểu thật kỹ, thật sâu. Thứ nhất tìm hiểu về thị trường, tìm hiểu về cái sản phẩm mình định đưa ra, định đầu tư là cái gì. Đấy, hai nữa là phải đi học hỏi và trau dồi kiến thức nhiều hơn, thì để khi ta khởi nghiệp thì nó sẽ đỡ bị vấp phải những cái
khó khăn như của mình đi từ lúc ban đầu như vậy. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều câu chuyện khởi nghiệp của các đoàn viên thanh niên trong tỉnh, dám nghĩ, dám làm và dám chấp nhận thất bại. Những câu chuyện làm giàu không khó trên vẫn đang từng ngày truyền cảm hứng cho những bạn trẻ có ý định khởi nghiệp ngay trên chính quê hương mình. Hòa trong không khí tươi vui, phấn khởi của những ngày đầu năm mới Mậu Tuất, thành phố Hưng Yên đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa dân gian, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đầu năm, ngoài việc duy trì những tập tục như chúc Tết, đi lễ chùa, hái lộc, mua muối, thì nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ cho người dân cũng được tổ chức. Đặc biệt là chương trình triển lãm thư pháp, hát ca trù và cho chữ đầu năm được diễn ra thường niên tại Văn Miếu Xích Đằng, luôn là hoạt động thu hút mọi lứa tuổi, tầng lớp người dân tham gia. Hoạt động được diễn ra trong 2 ngày, mùng 4 và mùng 5 Tết. Triển lãm năm nay có 60 bức thư pháp do thư pháp gia Lê Quốc Việt viết chữ, như chữ tâm, chữ phúc, chữ đức, chữ nhẫn. Chương trình còn ghi dấu lắng đọng trong lòng du khách với tiếng hát ca trù của các nghệ nhân dân gian Hưng Yên thông qua các bài hát truyền thống như Hồng Hồng Tuyết Tuyết, Huê Tình. Tổ chức triển lãm thư pháp hát ca trù và cho chữ đầu xuân là Văn Miếu Xích Đằng nhằm bảo tồn phát huy giá trị văn hóa phi vật thể gắn với Tết với cái sự truyền thống hiếu học của người dân Hưng Yên. Cũng giống như mọi năm, hoạt động thu hút được đông đảo người dân, nhất là xin chữ. Tại chương trình năm nay, có 6 ông đồ đến từ câu lạc bộ thư pháp huyện Văn Lâm. Người đi học thường xin chữ trí, tài, nhẫn. Người buôn bán kinh doanh xin chữ lộc, tín, phát tài. Xin cho gia đình thường là chữ phúc, lộc, thọ, tâm, an. Hoạt động này không chỉ gìn giữ nét đẹp xin chữ đầu năm, mà còn giáo dục thế hệ trẻ nhớ tới truyền thống hiếu học của quê hương, gìn giữ những phong tục truyền thống. Em rất là vui khi năm nào cũng vậy, em lại được bố mẹ cho lên văn miếu để chơi và nghe các bà hát ca trù và tham gia các triển lãm về thư pháp. Đầu năm thì em thường xin các chữ, ví dụ như là chữ trăm ạ, xin chữ trăm để em có thể là chăm chỉ học hành hơn ạ. Các hoạt động văn hóa văn nghệ đầu xuân không chỉ tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân mà còn góp phần gìn giữ những nét đẹp xưa cũ tinh hoa văn hóa của dân tộc. Trong không khí mừng Đảng mừng xuân, sáng nay 20 tháng 2, tức ngày mùng 5 Tết Mậu Tuất, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên đã trọng thể tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ cao tuổi trong xã, tế dự động viên và trao bằng cho các cụ đại thọ, thượng thọ, có các đồng chí trong ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, lãnh đạo thành phố Hưng Yên. Đã thành thông lệ, vào những ngày này, ngay từ sáng sớm, trên khắp các nẻo đường đổ về trung tâm xã, xe cộ đi lại tấp nập, tiếng trống xen lẫn tiếng cười nói râm ran chẳng khác nào một ngày hội của Tân Hưng. Năm nay, xã Tân Hưng có 116 cụ được mừng thọ, trong đó một cụ đại thọ, thọ 100 tuổi, 73 cụ đạt danh hiệu tuổi vàng, 33 cụ đạt danh hiệu tuổi bạc. Trong số đó, có 86 cụ có tuổi thọ tròn 70, 75, 80, 85, 90 và 95 tuổi. Về cái việc mừng và chúc thọ các cụ cao niên, sau khi chúng tôi tiến hành tổ chức được như vậy thì đã làm cho các cái phong trào của người già và nói chung là của toàn dân đều phấn khởi hồ hởi. Đối với cái hội trường tổ chức được trên dưới 100 cụ, nhưng thường thường mỗi gia đình khoảng 5-7 người con cháu đi theo, cho nên đương nhiên cái việc cái ngày tổ chức cái này trở thành ngày hội của địa phương, nó thành một cái tiếng vang trong địa phương, tức là mọi người tự ý thức được rằng cái việc gia đình có bố mẹ già thì là đều có cái sự cảm động và cảm kích đối với cái việc làm của địa phương, từ đó có những cái tác dụng cho giáo dục cho con cháu và gia đình và làm góp cái phần cái phong trào cho địa phương. Cách đây 7 năm trở về trước, việc mừng thọ chúc thọ ở Tân Hưng chỉ tổ chức ở phạm vi gia đình. Tác dụng giáo dục nêu gương có những hạn chế nhất định. Từ năm 2011, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, việc tổ chức lễ mừng thọ ở Tân Hưng đã trở thành nền nếp với quy mô toàn xã. Vì thế mà từ đó đến nay, ngày lễ mừng thọ đã thật sự trở thành ngày hội của toàn xã. Ngày hội đoàn viên của mỗi gia đình có ông bà, cha mẹ được mừng thọ, khiến không chỉ con cháu dân làng tưng bừng hồ hởi mà ngay cả các cụ được mừng thọ cũng hết sức phấn chấn. Cảm ơn nhà nước, tỉnh
thì xã mà cho tôi được như thế này tôi rất là phấn khởi. Nhưng ngày xưa thì nó khác, gọi là tào tào thôi. Nhưng bây giờ thì thế làm thế này thì vinh dự lắm, phấn khởi lắm. Phấn khởi nhất là bây giờ nhà nước mà cho như thế này vui vẻ tất cả ở trong làng, trong xã thế này. Anh em họ hàng thế này là tôi vui nhất. Phần tưởng của bản thân thì rất phấn khởi, được đảng và nhất là nước quan tâm, nhất là địa phương xã Tân Hưng thì các đồng chí đảng ủy, ủy ban, các ngành giới. Trong dịp đầu năm mới này tôi được mừng tuổi thọ 70 thì tôi rất phấn khởi. Riêng bản thân tôi và cũng như các hội viên được chúc thọ này là có trách nhiệm đôn đốc con cháu, tức là với cương vị của từng người sẽ hoàn thành nhiệm vụ công dân tốt, nào ở nhà thì nông thôn để sản xuất, rồi chấp hành các phong trào địa phương. Xã Tân Hưng đã được công nhận nông thôn mới thì chúng tôi phải động viên con cháu làm thế nào phong trào, mọi phong trào rồi tiến tới và tiến kịp và vượt những các xã khác trong lân cận. Phát biểu tại lễ mừng thọ, đồng chí trưởng ban đại diện người cao tuổi tỉnh Nguyễn Duy Hy khẳng định việc địa phương phối hợp với các gia đình và dân làng tổ chức mừng thọ cho các cụ đại thọ, thượng thượng thọ, thượng thọ không chỉ thể hiện sự kính trọng của xã hội đối với lớp người cao tuổi, mà đó còn là đạo lý, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc rất cần được phát huy. Thay mặt ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh, đồng chí chúc các cụ sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, tiếp tục là những tấm gương sáng cho gia đình và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên là một trong số ít địa phương hiện còn lưu giữ được nhiều phong tục cổ truyền của dân tộc. Lễ mở cửa nhà thờ họ đầu năm hay còn gọi là lễ hàng giáp là một trong những phong tục mang đậm nét văn hóa của vùng quê lúa nước diễn ra vào ngày mùng 4 Tết hàng năm. Lễ hàng giáp được coi như lời nhắc nhở mọi người luôn nhớ về cội nguồn, tổ tiên, cũng như hướng đến một năm mới với nhiều kỳ vọng mới, ghi nhận của Mạnh Khởi và Tuấn Kiệt. Không khí sáng ngày mùng 4 Tết tại thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên bao giờ cũng luôn đông vui nhộn nhịp. Bởi mùng 4 là cả 10 dòng họ trong thôn đều tổ chức lễ mở cửa nhà thờ họ hay còn gọi là lễ hàng giáp. Sau khi dâng lễ, các thành viên trong họ có mặt đầy đủ tập trung về nhà thờ cùng thắp hương, lễ tổ đường và cầu mong năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát tài, thương yêu đùm bọc nhau hơn. Một phần việc không thể thiếu trong buổi lễ đầu năm của các dòng họ là tổng hợp những việc đã làm của dòng tộc, những đóng góp với địa phương trong năm cũ và đưa ra những dự định trong năm mới. Tôi xa quê từ năm 1960 cho đến hôm nay. Hiện nay là gia đình tôi là tất cả vợ con ở ngoài Quảng Ninh, là hàng năm là tôi sẽ cứ đến ngày giỗ tổ hoặc là ngày hàng giáp Thanh Minh thường xuyên là tôi về để cùng với hàng ngọ thắp nến nhang dỗ cúng gia tiên để biết ơn cái công ơn gia tiên rồi cho chúng tôi đến nay là con cháu được thành đạt. Cả năm nào tôi cũng về vào những cái ngày này để tụ họp với lại dòng họ để luôn luôn cung kính lên tổ tiên, luôn luôn nhớ về tổ tiên và luôn luôn dặn dạy con cháu mình là phải nhớ về tổ tiên thì mình sẽ được hưởng cái phúc cái đức để các con các cháu học hành tiến tới rồi làm ăn phát đạt. Theo các cụ cao niên cho biết, phong tục này đã có từ rất lâu và được lưu truyền đến ngày nay. Theo gia phả của làng, lễ mở cửa nhà thờ ngày mùng 4 Tết là để tưởng nhớ đến tướng quân Trần Lữ, người đã có công dẹp giặc ngoại xâm và lập nên làng Đào Đặng ngày nay. Từ đó, ngày mùng 4 Tết cũng được coi là ngày giỗ tổ, đồng thời là ngày khai xuân của các dòng họ. Là ngày năm mới đầu xuân, trước lễ tổ sau là con cháu được sum họp để mà chúc tụng nhau, vui mừng nhau trong ngày đầu xuân. Tất cả các con cháu trong nội tộc là đến đầy đủ, thì người lớn tuổi nhất và đồng thời cũng là người trưởng họ sẽ nói lại cái lịch sử trong gia tộc để cho con cháu là phát huy truyền thống và đồng thời cũng là động viên con cháu là học hành cho nó thật tốt, động viên cho các cháu dù xa dù gần luôn luôn nhớ về cội nguồn. Theo phong tục này thì trong mỗi dòng họ luân phiên một năm có một người được đăng cai, người này có trách nhiệm sắm sửa lễ đến nhà thờ, những lễ vật là của chính bàn tay họ làm ra dâng lên tổ tiên.
người đăng cai còn có trách nhiệm quán xuyến tất cả các công việc của dòng họ trong năm. Sau phần hành lễ là phần tán lễ đầu năm, mọi người cùng nhau quây quần dâng ly, chúc nhau đầu xuân. Theo phong tục này thì mỗi xuất đinh sau khi tán lộc đều có một phần lộc nhỏ mang về cho những người trong gia đình cùng thụ lộc. Buổi lễ mở cửa nhà thờ kết thúc trong buổi sáng, mọi người ra về để chuẩn bị cho việc mở cửa các đền làng vào hôm sau.